Trông trẻ cho bố mẹ học tiếng đi xuất khẩu lao động, cậu bé học lõm được các thứ tiếng. Mình đề xuất, cô tô si na na sai đề xuất. Nói mình xin đề imas, cha dô cứ quá, cô nên đề xuất. Siêu mì quá sắc tổ sư, cô tô đề xuất. Đô rô, yô rô si cư, ô nê gà si ma sư. Theo đó, một cậu bé có bố mẹ đã 34 tuổi, họ đang học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động. Vì ở nhà không ai trông con nên đã mang cháu đến trung tâm. Và ở trung tâm có dịch vụ nhận trông trẻ cho bố mẹ học đi xuất khẩu. Thế nên bé trai được ngồi cùng bố trong lớp. Người ta hay bảo trẻ con sáng dạ, học rất nhanh. Quả đúng như thế, khi mà chỉ một tháng vỏn vẹn được tiếp xúc với tiếng Nhật, cậu bé đã tự nói một cách ranh mạch mà không vấp tiếng nào, khiến các cô chú phải cảm thấy hổ thẹn. Không những tiếng Nhật, cậu bé còn học được cả tiếng Trung. Đứng giữa lớp, cậu bé tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung một cách tự tin. Thuộc được những thứ tiếng gì nữa không? Đài. Tiếng Đài là đài gì? Đài Loan luôn. Thế con đọc thử bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Đài Loan nào. Ta chào của treo phan bề mến của chi nhắn chi xuôi của cha trai hớ nay sư của cha yểu của cơ dấn bao cua, ba bà, ma mạ, trẻ chia, đi đi, hở hổ, của sư xuế, sâm, của sỉ hoan, chư chẳng mấy, thi chú chiếu, yếu ổn, của sẻ, duy, trung quốc, lụy yếu, xia xia, trai chia. Wow, giỏi quá, cảm ơn con nhá. Thế các cô thấy cháu là cháu chỉ đi theo bố thôi mà cháu thuộc hai thứ tiếng rồi. Ông bố có vẻ rất hãnh diện khi có đứa con ngoan, đầu óc nhanh nhẹn. Nhiều người khi xem cháu đều phải tự than rằng tôi còn thua cả một đứa con nít nữa. Bé học được như thế tốt lắm, bố mẹ nên đầu tư thêm cho bé. Một số bình luận được dân tình để lại, mặc dù phát âm chưa chuẩn, nhưng với đứa trẻ như vậy đã rất là giỏi rồi. Trẻ con thông minh lắm, bố không biết học được gì nhưng con thì 10 điểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.